khi được truyền thông hỏi về phong độ của Liverpool có ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch tại Premier League và Champions League của Man City hay không, Pep Guardiola phát biểu: "Chà chà, điều đó sẽ trở nên ý nghĩa hơn vào cuối mùa nếu cả hai đội cùng lọt vào chung kết Champions League. Tôi rất mong trận đấu này. Còn bây giờ, Premier League còn 7 vòng đấu và chúng tôi biết mình sẽ phải làm gì. Chúng tôi sẽ cố gắng vô địch Premier League. Trước mắt, chúng tôi sẽ gặp Brighton, Watford và sau đó mới đến Real Madrid." Theo lịch thi đấu, Man City sẽ đón tiếp Brighton vào ngày 21 tháng 4. Trong khi đó, trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 trên sân Etihad. Cựu huấn luyện viên Chelsea Good Hiddink đã gặp gỡ và khuyên Erik Ten Hag tiếp quản chiếc ghế nóng ở Man United. "Hãy đồng ý đến đó đi và chấp nhận công việc." Đến Man United là một bước tiến trong sự nghiệp huấn luyện của Erik Ten Hag, nhưng cũng là một thách thức không nhỏ dành cho huấn luyện viên 52 tuổi. Bởi lẽ, ngoại hạng Anh được xem là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới, trong khi đây cũng là lần đầu tiên Erik Ten Hag đến nước Anh làm việc. Cũng giống như Jurgen Klopp và Pep Guardiola, Erik Ten Hag cần có thời gian để đưa Man United trở lại. Theo các nguồn tin tại Anh, Man United sẽ bổ nhiệm Erik Ten Hag theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Huấn luyện viên người Hà Lan sẽ mang theo trợ lý Michel van der Graaf ở Ajax. Iñaki Williams đi vào lịch sử khi ra sân thi đấu cho Athletic Bilbao trong 224 trận liên tục tại La Liga. Trong 6 năm liên tiếp, Iñaki Williams chưa vắng mặt bất kỳ một trận đấu nào tại La Liga. Anh không gặp bất kỳ vấn đề nào về chấn thương, thẻ phạt hay lý do bên ngoài để vắng mặt. Vào tháng 10 năm 2021, Iñaki Williams cũng vượt qua kỷ lục trước đó của cựu danh thủ Juan Antonio Naranaga, người từng có 203 trận thi đấu liên tục tại La Liga. Cầu thủ của Bilbao vẫn còn cơ hội thiết lập sâu kỷ lục của mình trong thời gian tới, khi anh vẫn đang giữ được sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Hội cổ động viên La Grada de Animación tuyên bố sẽ không lên Camp Nou cổ vũ cho Barcelona trong trận đấu gặp Cádiz tại vòng 32 La Liga. Theo nhóm cổ động viên này, họ không đến sân cổ vũ để phản đối sự cố xảy ra trong trận tứ kết lượt về Europa League với Eintracht Frankfurt. Cách đây 3 ngày, Barcelona đã để cho hơn 30.000 cổ động viên Frankfurt vào sân. Điều này tạo nên cảnh tượng chưa từng có tại thánh địa của Barca và nó khiến hội cổ động viên này bị tổn thương. Xét trên số thẻ đỏ phải nhận, Atletico Madrid là đội chơi xấu nhất tại La Liga và Champions League đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Tính cả tấm thẻ đỏ của Cordoba ở trận gặp Espanyol tại vòng 32 La Liga, Atletico Madrid đã có 12 lần bị đuổi người ở cả La Liga và Champions League, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác tại châu Âu. Trong đó, đội bóng của Simeone 4 lần bị đuổi người trực tiếp trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trước trận đấu với Espanyol, Atletico cũng đã chơi thiếu người ở trận tứ kết lượt về gặp Man City khi Philippe bị trút quyền thi đấu. Công Phượng muốn có bàn thắng hoặc kiến tạo trước Sydney ở loạt trận thứ hai bảng H AFC Champions League diễn ra vào tối ngày 19 tháng 4. Trận gặp Sydney sẽ khó khăn với Hoàng Gia Lai. "Chúng tôi đang nỗ lực tuân thủ chiến thuật. Tôi tôn trọng đối thủ, nhưng cũng muốn có bàn thắng hay kiến tạo để giúp đội nhà giành chiến thắng." Công Phượng và các đồng đội đã để thua 1-2 trong ngày ra quân gặp Yokohama F. Marinos. Công Phượng có một kiến tạo từ quả đá phạt góc. Anh có cơ hội nhưng chưa thể cụ thể hóa được bàn thắng trong trận đấu đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ tình hình chuẩn bị cho hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. "Trận đấu ngày mai là cơ hội để tôi và ban huấn luyện thử nghiệm một số cầu thủ mới. Tôi chưa có nhiều dịp chứng kiến các cậu ấy thi đấu, vì vậy trận đấu ngày mai chính là cơ hội tuyệt vời." Bóng đá Hàn Quốc rất khác biệt so với Việt Nam. Bóng đá cộng đồng tại Hàn cực kỳ phát triển. Ngoài những cầu thủ là sinh viên, U20 Hàn Quốc cũng có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Dù họ ít tuổi hơn, tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá một cách phiến diện.